Xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Ở tập trước thì mình đã có ăn được hai trái quỷ mới, đó chính là trái Yami Nomi của rau đen cũng như là trái Gomu Nomi của Luffy á. Và trong thời gian với hai tập thì mình cũng có tập luyện những cái kỹ năng của trái Gomu, và bây giờ thì mình sử dụng nó cũng đã thành thạo hơn một xíu rồi. Giờ thì mình sẽ biểu diễn một xíu cho các bạn xem nhé. Đầu tiên thì mình sẽ test trước cái kỹ năng Rocket nè. Cái này dùng để giúp mình di chuyển qua những cái địa hình khác rất là dễ dàng. Chẳng hạn từ đây mình sẽ phóng một phát vô trong bờ cho các bạn xem này. Rocket búp đó, và lôi mình vào đấy. Các bạn thấy chưa, nó sẽ giúp mình ha, di chuyển qua những cái địa hình khác nhau sẽ dễ dàng hơn. Và đằng kia có hai cái con cua hoàng đế bự kìa, để mình bật cái hai kỳ vũ trang lên nhá, rồi sau đó lại đánh thường cũng như là sử dụng một vài kỹ năng còn lại trong cái năng lực trái quỷ này, chẳng hạn như là piston này, rồi đến bazooka một cái, và kế tiếp là gatling gun. Ui rồi, và cái này thì tốt nhất thì mình nên kết hợp với gear third hoặc là gear four, nhưng mà hiện tại gear four thì mình chưa có hồi các mọi người, nó hồi khá là lâu á. Rồi mình sẽ bật gear third trước nhá, sau đó sử dụng piston rầm. Piston nó sẽ mạnh hơn á. Rồi kế tiếp là gatling gun nè. Và cuối cùng là piston nữa. Đấy, như vậy thì mình có thể kết liễu những cái mục tiêu này rất là dễ dàng luôn. Và khi sử dụng năng lực trái quỷ á, thì mình cần phải lưu ý thời gian nhá. Tại vì sử dụng lâu quá thì mình sẽ dần dần bị kiệt sức. Nhưng mà tình trạng này nó sẽ được khắc phục nếu như mình rèn luyện nó kỹ càng hơn, thì haki mình nó sẽ mạnh hơn á các bạn ơi. Rồi, và trong ngày hôm nay thì mình dự định sẽ làm một cái căn phòng để mình có thể trưng bày được những cái trái quỷ mà mình có thể tìm kiếm được á. Và để có thể trưng bày nó lên thì mình cần phải lấy ra một ít cái da bò nè, cũng như là đổi những cái ván gỗ ra que và làm những cái khung vật phẩm á. Rồi sau đó thì mình sẽ treo hết nó lên một cái căn phòng đặc biệt nhá. Đây mình sẽ đổi một mớ que đi, rồi sau đó đặt theo hình như vậy nè, cũng như là da bò ở giữa. Vậy là mình được có 8 hả ta? 8 thì hơi ít á, để mình làm thêm một mớ nữa nha. Cái này thì mình được 16. Trong rương này mình cũng được khá trái quỷ á. Nhưng mà mình cần phải lựa ra, tại vì có một vài trái nó bị trồn. Để bây giờ mình sẽ đặt những cái khung vật phẩm trước đi. Và cái nơi mình dự định sẽ treo những cái trái quỷ đó chính là cái căn phòng phía trên nè. Vì trong cái căn phòng này á, hiện tại chỉ có mấy cái bức tranh thôi mà mình thấy nó không có đẹp á, nên mình sẽ gỡ xuống nhá. Cất vào đây đi. Rồi sau đó mình sẽ ôi chết rồi, mình cất nhầm rồi. Mình cất nhầm mấy cái khung vật phẩm rồi. Rồi sau đó thì mình sẽ treo những cái khung vật phẩm lên đây nè. Đó, mình sẽ treo hai bên luôn, ở bên đây nữa. Đó, vậy là được hai bên rồi. Kế tiếp thì mình sẽ đi xuống phía dưới và lấy ra những trái ác quỷ nhá. Mình sẽ treo hết lên trên rồi. Có dịp thì mình sẽ test hết những trái này trong một lúc cho các bạn cùng biết cái năng lực nó luôn. Như trái Chiyu nè, là tổng cộng mình đã mở ra được 4 trái đó. Ăn một trái lúc đầu rồi nên chỉ còn 3 trái thôi. Rồi trái Hito nè, rồi Goe này, rồi trái này trái Doa, cũng như là trái Gapjas. Không biết còn trái nào chưa lấy không ta. Tạm thời thì cứ lấy như đây đi, coi lên trên coi trái nào bị trồn nữa thì mình sẽ kiểu như là sửa lại sau. Giờ thì mình sẽ treo theo hệ sao nha. Mình dự định là sẽ treo theo hệ các bạn ơi. Chẳng hạn như bên đây là hệ Logia nè, bên đây là hệ Zoan, còn phía bên đây là hệ Paramecia chẳng hạn á. Đầu tiên thì chắc mình sẽ treo hệ Paramecia trước đi, tại vì hệ này khá là nhiều luôn. Đầu tiên là trái Kage Nomi màu đen nè. Rồi trái gì nữa ta? Đây, trái Bomu Nomi luôn. Trái này thì nó giống như là trái biến mình thành người bơm vậy á. Rồi cái đến là trái Horu Nomi. Cái trái này hình như là dùng độc hay sao á, mình cũng không nhớ rõ nữa. Trái này trái Goe cũng hệ Paramisa, mình sẽ cho vào chung luôn. Rồi tới trái nào nữa ta? Đây, trái Kachi cũng là hệ Paramisa nè. Rồi đến trái Chiyu huyền thoại. Cái trái mà mình mở ra nhiều nhất luôn á. Rồi bên đây chắc mình sẽ treo hệ Logia đi. Trái Moku Nomi nè. Hình như cái trái này White Owl, White Snake, White Stripe. Cái gì màu trắng ta? Ủa cái trái này có phải là trái của Smoker không nhờ?
Nhìn rất là giống cái trái của Smoker luôn á. Đây trái này cũng hệ Paramecia nè, Paris Paris no mi. À, còn trái nào hệ Paramecia không? Đồ A nữa nè. Trái này là sẽ biến mình thành người cửa các bạn ơi. Để có dịp mình sẽ test hết cho các bạn xem luôn. Trái Ori hả? Chắc mình phải dời qua ông mới quá. Bên đây nó không đủ chứa rồi. Đây cho trái Ori qua bên đây nè. Ori đâu rồi ta? Ori. Đây đây Ori Ori no mi nè. Trái này sẽ biến mình thành người làm kiểu như là người xiềng xích gì á, có thể tạo ra những cái cọng dây xích đó các bạn ơi. Rồi ấy mình có trái Zoan hả? Zoan chắc mình sẽ treo trùng với mấy trái hệ Logia đi, tại mấy cái trái này nó ít ít như nhau hả? Cái trái, ủa cái trái Uchi Uchinomi này hệ Zoan đó ta. Ui giờ mình mới để ý luôn á. Nè các bạn nhìn hai trái này nó có giống nhau không? Nó y rang luôn á, nó chỉ khác xíu về màu thôi hả. Nhưng mà trái gas gas thì đây là hệ Logia nhá, nên mình sẽ treo phía trên. Rồi chơi trái kilo thì chắc mình sẽ chắc mình phải làm thêm rương. Ủa cung vật phẩm rồi á, chứ ở trên kia nó không có đủ để mình treo mấy cái trái quỷ các bạn ơi. Mình có nhiều trái quỷ quá hả. Mình sẽ làm thêm một mớ cung vật phẩm nữa, không tin lần này là không đủ nữa nè. Treo lên theo hình dạng giống như vậy, được thêm 10 cái cung vật phẩm luôn. Cái căn phòng này chắc mình phải mở rộng thêm một hai tầng nữa quá chứ. Một ngày mình cũng mở ra được một hai trái quỷ chứ bộ, chứ đâu có ít. Và trái Yuki chưa có nè, trái này hệ Logia mình sẽ treo ở bên đây nhá. Rồi cung vật phẩm thì mình sẽ gắn vào thêm một xíu nữa ở đây hai hàng. Rồi treo tiếp nè, mình còn trái Hito hệ Zoan. Trái này các bạn có chỉ mình á, là trái của Chopper ăn á, mình thấy nó cũng khá là quen các bạn ơi, và hình dáng thì rất là giống một cây nấm luôn. Còn trái Kilo treo chưa ta? À đây đây Kilo chưa treo, mình sẽ treo lên nốt nhá. Rồi và hình sơ qua thì hệ Paramecia của mình rất là đồ sộ luôn, được 2 4 6 8 10 trái lận. Còn hệ Zoan thì chỉ có 3 trái thôi. Hệ Logia cũng vậy, và ý không, mình có tới 11 trái hệ Paramecia lận, còn trái Sabi Sabi no Mi nữa nè. Ui nhiều dữ nha. Còn trái này là gì? Trái Yuki thì mình đã treo rồi nên mình sẽ không treo tiếp. Rồi còn mấy trái bị trùng thì mình sẽ để ở cái rương phía dưới như bình thường thôi. Sắp tới có trái nào mới mới thì mình sẽ tiếp tục treo lên trên nhá. Rồi và trong thời gian giải tập, lúc mà mình đang làm một cái nhiệm vụ bí ẩn mà mình vô tình phát hiện ở đây nè. Hình như cái option truyền tin này sẽ cho mình một cái nhiệm vụ bí ẩn hay sao á. Mình kiểm tra cái phần quest thì vô tình phát hiện một cái nhiệm vụ bí ẩn mà mình đã làm được 83,3% rồi. Và trong lúc làm nhiệm vụ thì mình có đánh dấu một cái điểm ở đâu ta? Ở đây nè, đây nè. Không biết cái con đó nó có despawn chưa nữa. Mình gặp nó vào ban đêm, mình sợ quá, mình chạy về nhà mất tiêu rồi. Không biết gặp nó nào ta. Để bây giờ mình sẽ bật ý đây 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 nè, đây nè. Đó chính là một con rồng các bạn ơi. Ui nó dí mình kìa. Ui con rồng này biết phun lửa. Đó đó đó, các bạn có thấy mấy quả cầu lửa mà nó phóng ra không? Ui căng rồi căng rồi. Ui trên này cũng có con quay con kiên. Ui chết rồi, một ngày mà mình gặp tới hai con lận, một con Moon King, một con Moon King với một con rồng. Con Moon King này là Moon King thứ dữ, 1.000 mấy máu lận. Ui một con Moon King là mình đấy. Ấy da ấy da ấy da, nước 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 nước, dập lửa dập lửa dập lửa, nóng quá nóng quá. Ui ui kìa 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 kìa, hai con nó đang chọn nhau các bạn ơi. Ý mình còn cái trái Suba Nomi nữa. Một xíu mình sẽ treo cái trái Suba đó sau. Mà bây giờ mình cần phải chiến đấu một tí các bạn ơi. Mình phải đánh bại hai con này thì mới trở về và treo trái quỷ được. Kìa coi con Monkin kìa. Con này chắc là đại ca rồi, 1.000 mấy máu lận, mình nhìn còn sợ. Ui Monkin, mình sẽ cà khịa, tại vì khỉ rất là thích ăn chuối các bạn ơi. Mình sẽ quýnh nó bằng trái chuối nha. Ui coi kìa con Minh Kim này nhìn ghê quá à, nó bự lắm. Ui ui dây dây láo láo nè, mấy con này láo láo nè. Mình đang đánh nhau với Minh Kim mà cứ cà khịa, nóng rồi bật hai cây vũ trang lên, quýnh các người luôn. Đừng có đùa, đừng có đùa với ta, ta có hai cây vũ trang rồi đó. Mình kích hoạt hai cây vũ trang lên thì đòn đánh thường của mình á, dù không có vũ khí thì nó sẽ vẫn có sát thương nha các bạn.
Và bây giờ cho đến về sau á, mình dự định sẽ chuyển hẳn sang sử dụng haki và đòn đánh thường thôi, giống như Luffy đó, chơi tay không đánh nhau nó mới ngầu đúng không? Và hiện tại thì đằng này con Monkey King đang chiến đấu với con rồng. Và máu me như thế nào rồi? Monkey King vẫn còn một ngàn mấy máu lận. Monkey King khỏe lắm, rồng thì mới mất có mười mấy máu thôi. Rồi cũng đang tối hả? Để mình sẽ kiếm cái bé giường ngủ một cái đi. Sáng thức dậy thì nó sẽ dễ dàng chiến đấu hơn. Rồi chắc bây giờ mình sẽ bật haki vũ trang nè. Rồi ghi mình bật ghi gì quýnh ta? ghi mạnh nhất đi nhá. Ghi for các bạn ơi. Rồi sau đó dùng gã tinh gân. Ui chết rồi, nó né rồi. Ây da. Bazooka. Ui. Ui chết rồi, mình dùng hộp hết rồi. Gã tinh gân một lần nữa. Đó, lần này thì trúng nha. Rồi ghi 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 pho đã hết thời gian các bạn ơi, mình chuyển sang ghi thớt đi. Ghi thớt gắt tinh gân. Ui gắt tinh gân nè, không xin nhê cho lắm các bạn ơi, nhưng mà mình vẫn phải dùng thôi. Dám chóng mình sẽ cố gắng sử dụng tối đa thời gian của hai kỳ vũ trang nhá. Ui không biết chiến đấu tay không nhưng mà cũng khá là mạnh nè, đúng là cái của Luffy có khác. Mình sẽ cố gắng rèn luyện haki trong thời gian thứ hai tập á, để mình có thể sử dụng được những cái gear này lâu hơn các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ tắt haki vũ trang một xíu để ăn thịt bò nha. Cho nó hồi lại máu chứ không thôi một hồi mình ngụm củ tỏi á. Rồi và con Monkey này nó còn 300 máu thôi. Đợi cho cái gear của mình nó hồi lại thì mình sẽ bắt đầu kết liễu cái con Monkey này, rồi sau đó tới con rồng nha. Ngày mà gặp tới hai con boss thứ dữ luôn. Rồi ghia thớt mà ấy á, nữa rồi. Ý, từ từ nóng. rồi, được lắm con rồng kia. Ấy ơi vui. Con Monkey King này, không sượt. Rồi, ghia pho mình đã hồi rồi, bật ghia pho lên một cái nè. Gát tiếng gân. Lầm. Bazooka. Và cuối cùng là gát tiếng gân một lần nữa. Ý. Dám chống ui hết ghi pho rồi, bật ghi thớt lên nè. Bazooka nè, gắt tinh gân nè, và bây giờ bật haki lên. Gì ta, cái này gọi là haki vũ trang đúng rồi. Sau đó đấm con Monkey này tới chết thôi. Đấm đồng nè, đừng ý bự là sợ. Đấm người nè, và một hit cuối cùng. Ui nó rơi ra gì nè các bạn ơi, lại là những cái Monkey Bone. Nó chỉ rơi ra mấy cái khúc xương thôi hả? Con Monkey này dởm hay luôn á. Mình cứ tưởng là khi kết liễu nó sẽ rơi ra thứ gì xịn lắm, ai dè chỉ có mấy khúc xương của Monkey thôi. Ồ, và con rồng này nãy giờ kìa mình hơi bị nhiều rồi đó, hơi quạo nha. Đừng có khiến tao quạo, tao sẽ lấy chuối chọi người. Chuối của mình đó là một món vũ khí tấn công tầm xa cũng được khá khá đam á các bạn ơi. Và cái con rồng này nó cứ bay bay hoài à, mình cũng rất là khó trong việc đánh trúng nó. Để bây giờ mình sẽ thử áp sát nó bằng cái ghép bô coi. Ghép bô nè, bật haki lên, người sẽ xong đời với ta. Thử dùng piston. Bùm. Ui piston cũng thấm nó chứ bộ, đừng đùa nha. Đừng đùa. Ghép bô nè, piston. Búp. Ui hụt rồi. Piston một lần nữa. Búp. Ui piston mình bay chậm quá hả. Giờ thử với Bazooka thì sao? Bazooka. Ui Bazooka trúng rồi kìa, piston một lần. Wow, có năng lực trái vô mưu sướng ghê các bạn ơi. Mình có thể tấn công tầm xa cực kỳ xịn luôn. Đừng có ý bay là ta sợ, ta có ghép bô của chân đen á nha. Đừng đùa. Piston một lần nữa nè. Và Gatlingan. Đó, Gatlingan là cái skill dễ trúng đích nhất các bạn ơi. Vì sẽ có rất là nhiều cú đấm tung ra trong một lần thi triển ấy. Đây. Bay với ta. Rồi, mình sẽ đánh thưởng nó trên không luôn. Đừng đùa như con rồng. Mình không biết con rồng này bay từ đâu ra nhưng mà kệ nó, cứ quýnh nó trước đi. Đánh người trước nè. Ui, chết. Tắt haki xíu đi các bạn ơi. Bật haki một hồi mình sợ mình bị chóng mặt á. Giờ mình chưa thực sự thuần phục haki do lắm nên bật được con tí xíu à. Rồi, người lùi xuống đây ta sẽ kích hoạt haki lên tiếp. Xuống đây với ta nè. Mình đợi khi nào mà nó thấp thấp á, rồi mình sẽ bật gear 4 lên tung nguyên combo vô mặt nó để cho nó đi đời luôn nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ thử tung cái kỹ năng
Gatlingan kết hợp với Gear 4 trên không, thử xem coi có trúng nó không nhá. Gatlingan, ui trúng luôn, trúng luôn. Và tìm Piston nè. Bùm, ui hụt rồi, khó trúng quá à. Mình tung trên không nó không có chuẩn xác á mọi người. Hụt lắc hết trơn à. Nhưng mà đòn đánh thường của mình thì gây cũng được khá đau nên cũng không lo cho lắm. Rồi đừng có ỉ, đừng có ỉ bay được, người ta sợ. Đứng ở đây đi, và 20 mấy máu cuối cùng. Kết liễu bằng skill nào đây? Piston hay là Gatlingan? Piston đi, Piston nè. Ui ui, hụt 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 hụt. Vậy thì Gatlingan thì sao? Gatlingan chết đi. Xong rồi. Đồ đâu rồi? Ui, nè 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 nè. Ui, quýnh nó cả buổi trời nó mới gớt đồ xuống. Và nó rơi ra gì nào? Ủa cái này bé đất. Ủa chỉ có vài viên kim cương vậy thôi hả? Trời ơi, con rồng quýnh em. Sức đầu mẻ chán luôn mà gơi có mấy viên kim cương vậy. Rồng dởm rồi các bạn ơi. Hay là đồ nó bị dướng ở trên ta? Mình sợ đồ nó bị dướng trên cái đảo Slam á. Để mình lên đây kiểm tra thử coi. Có không? Đảo Slam này làm gì có đồ. Ủa vậy con rồng nó chỉ rơi ra mấy cái kim cương vậy thôi hả? Ủa gì kỳ vậy? Lúc đầu mình gặp nó mình cứ tưởng đánh nó xong hay thế nào mình cũng được một cái đồ gì đó cực kỳ xịn, gợi ra từ một con rồng ngoài tự nhiên. Nhưng mà ai dè được có mấy viên kim cương à. Ủa ghê luôn á, có 6 viên cái này mà đi may xíu ha, nó gấp 10, gấp mấy chục lần cái này cũng có nữa. Ý. Ui. Mình được một cái đầu rồng. À, ngoài những viên kim cương thì nó còn rơi ra cả đầu rồng cơ. Còn muốn đồ nào nữa không? Ồ, thì ra là vậy, nó sẽ rơi ra đầu rồng nè các bạn ơi. Để bây giờ mình sẽ tìm lại cái gốc cây của cái con Monkin cái đã. Biết cái gốc cây nó ở đâu nữa ta, nãy giờ mình đánh nhau với con rồng xa quá à, mình cũng không nhớ gốc cây nó nằm ở chỗ nào nữa. Ồ, không biết trong đây còn con rồng nào không ta. Ước gì có con cặp rồng nha. Để coi coi nó còn rơi ra món đồ gì khác ngoài cái đầu rồng không á. Ở đây có cái danh trại sơn tặc nè. Vô cà khịa nhẹ nhẹ bên này coi. Cho nó test cái sức mạnh luôn các bạn ơi. Sơn tặc nè. Cho các người ném mùi năng lực trái Gomu Gatlingan Rum. Ừ, bật bật kia lên chứ. Đây, mình sẽ bật kia thớt thôi. Và Gatlingan nè. Đó, đừng có đùa nha. Cái thợ với Haki thì nó sẽ rất là bá đạo đấy. Đừng có đùa. Ui ui, hộp hộp hộp. Cái này nó là toàn là skill định hướng á, nên mình nhắm nó không có chuẩn cho lắm các bạn ơi, núp mà. Bắn toàn chữa không à. Rồi, và trong này thì có option truyền tin. Ui, lần đầu mình nhặt được option truyền tin trong cái tranh chạy sơn tặc á nha. Ui, vậy là càng ngày thì mấy cái tên này càng tối như là tăng tiến hơn các bạn ơi. Trước chả khi nào mình thấy mấy tên này có option truyền tin trong cái rương đỏ đó. Lần đầu mình gặp luôn. Được quá chứ. Cái này của túi Belly mình xài đỡ cũng được nè. Rồi xài đi. Ê da chết. Tắt Haki cái đã. Xài nhớ tắt đeo một hồi chống chống mặt buồn nôn rồi đừng hỏi sao. À, để mình bật bản đồ lên một cái gốc cây hồi nãy rồi nha. Gốc cây như nó ở hướng này nè. Cây để... Ui con gì ấy? Kiều là cái gì? Kiều là cái gì hả? Kiều là cái gì? Ừ, giờ mới nhớ cái con lay đó là nó sẽ ăn thịt heo á các bạn ơi. Thấy nó nhỏ nhỏ thôi chứ nó khoái ăn thịt heo lắm á. Đợt trước mình thấy nó cạp nguyên một con heo chích queo luôn á. Ui, tới giờ cứ tưởng con nhỏ nhỏ đó hiền. Ai dè nó không hiền tí nào luôn. Ăn thịt heo không à. Rồi, trở lại cái gốc cây. Hồi nãy mà mình gặp cái con Monkin nè. Nó đâu ở chỗ này thì phải á. Đúng không ta? Ừ, hình như vậy á. Để đi thêm một đoạn nữa coi cái gốc cây nó to lắm. Ủa đúng không nhờ? Hay là mình nhìn nhầm ta? Hồi nãy cái lúc mà mình gặp cái con Monkin á, nó đứng trên cái đọt cây á. Và cái đọt cây nó nằm góc nào ta? Để thử dịch chuyển lại cái điểm coi. Đây cái điểm nè. Gốc cây hình như nó ở bên đây thì phải. Ừ đúng rồi, nè nè nè. Cái gốc cây này các bạn ơi. Không biết phía dưới gốc cây này có cái gì không nữa. Ủa nó có đường xuống đàng hoàng. Để mình để bé bé ra mèo xuống nè. Có khả năng nhìn trong bóng tối trước đi. Tiếng con gì á? Ui như phía dưới có quái vật các bạn ơi. Nghe tiếng quái vật kêu ấy.
Trước khi... Nè nè nè, nó có từ đường xuống nè. Ủa nhìn cái này sao giống trong Hexit vậy ta? Trong phần chơi Hexit á, mình cũng thấy có một cái gốc cây cổ thụ giống như vậy nè. Và phía dưới có cả đống quái luôn. Không biết trong One Piece thì nó có giống như vậy không nữa. Cái này có dạng pha thuốc, cái này thì nên đem về. Phải tốn một cái que quy lửa thì mới có thể làm được á nha. Và số than này mình cũng xin luôn. Tặng là miếng thịt bò nè. Rồi và tầng trên coi còn cái gì nào. Ui gì? À tầng trên này vẫn còn. Mình sẽ bật Haki lên dùng cúp. Dùng cúp quýnh nhau luôn cho nó xịn. Dùng cúp luôn nè. Đừng có thấy cúp, đừng có thấy cúp mà. Ý y nha, cúp đập chết người đấy. Trong này có than không? Ý có than nè, chắn lột than luôn. Rồi có một cái cọng dây. Biết còn đường nào đi nữa không ta? Ý, nó vẫn còn đường đi nữa nè. À có ít xác. Còn gì nữa không? Nói rồi, à thì ra con King Kong hồi nãy đứng ở đèn ha, ngắm ở ngoài à. Thảo nào, mình quýnh một lúc nó mới phát hiện mình á. Rồi, tầng trên mình đã khám phá xong. Giờ thì mình sẽ cất đồ một xíu á, để cho nó gọn gàng hơn. Rồi sau đó mình sẽ đi xuống tầng dưới kiểm tra coi có cái gì không nha các bạn. Rồi, mình đã cất đồ xong rồi và giờ thì xuống dưới thôi nào. Tiếng con quái nào mà nó kêu gầm gầm hoài ta. Kêu đâu hướng này nè, mà mình chưa xác định rõ đó là con gì nữa. Để mình bật Haki lên trước cái đã. Quýnh nhau cho nó tiện, quýnh nhau cho nó tiện, đừng có đùa nha. Ta có Haki vũ trang đấy, thấy người ta ha. Người ta được bọc không mà dám quýnh ta. Rồi. Ui. Ui anh em nó tương tàn các mọi người. Nè 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 nè. À thì ra là mấy cái con Jack Omen. Nó 1000 máu lận, trời ơi. Khỏe vậy quýnh biết chừng nào chết được. Trời ơi, nó mạnh lắm. Dùng Gatling Gun đi, kết liễu cho nó nhanh. Kệ mấy con xét ông man đi, mấy con đó chắc nó không quánh lên đâu. Nè các bạn coi thanh máu này nè. 1000 máu lận, trời ạ. Một con lính canh thôi 1000 máu. Piston vô mặt, ui nhầm 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 nhầm. Này thì dính dách luôn rồi, skill mình mạnh tới mức mà nó dính dách luôn á. Và hình như khi mà mình trang bị bét mèo á thì mấy con Whisper nó sẽ không dám lại gần mình luôn. Rất là tiện. Và mình sẽ bật cái gear thớt lên nè. Và Gatling Gun. Ý. Ủa sao không chết? Một lần nữa xem. Và Bazooka. Đó, Bazooka dùng để ha. Đẩy nó ra xa thôi chứ nó không có gì gây nhiều đam cho lắm. Và Gatling Gun một lần nữa. Con này có khiên nên nó sống dai nè, hảo nào. Rồi và trong này còn có những con Cyclops nữa. Cyclops hả? Người có thèm chuối không? Cho người ăn chuối nè, cho người ăn chuối nè. Đừng đùa với chuối của ta nha. Trời, chuối là chết liền đó. Các bạn có thấy trái chuối trong One Piece bá đạo không? Mình chọi phát nào ấy, là thốn phát đó. Hai chuối là ấy, chết queo creeper luôn. Trời, chuối vô mặt. Trời, chuối vô mặt nè. Ăn chuối đi. Ăn chuối ngập mồm nè. Ý, à, búp máu. Búp máu mình sẽ bật Haki, mình đục vỡ mồm con này trước. Búp máu, mình không thích cái vụ búp máu mà cứ búp máu nè. Thấy con kìa, búp máu là khoái, này thì khoái. Cho người các người ăn chuối. Ừ, và cái bé chuối của mình á sẽ ăn những cái đá phát sáng nha các bạn. Cái đó thì cực kỳ rẻ luôn á. Xuống dưới nether đào đầy ở dưới luôn. Rồi, bật Haki lên xíu nữa. Cứ sử dụng một lúc á là tắt rồi bật lại. Để thôi nó bị say sẩm chóng mặt thì phiền lắm. Rồi, ở đây vẫn còn nữa nè. Đó, chuối chọi cũng xa lắm nha. Đục các người nè, nhưng mà chưa, đợi xíu ta ăn cái đã, ta đói bụng rồi. Đói bụng thì nó sẽ không có hồi máu á, nên không có chiến đấu lại với bọn này đâu. Rồi, cho các người nếm mùi của G4 luôn. Và Gatling Gun. Và cuối cùng là Piston. Ồ, cái bàn tay ha, siêu to khổng lồ luôn, đừng có chống nha. Rồi, bật Haki quýnh tiếp. Mấy tên này giờ đâu có đánh lại mình nữa. Mình đục bằng chuối cũng chết nữa, đừng nói chi là cầm vũ khí. Sắp tới mình sẽ hạn chế dùng kiếm tối đa có thể luôn nha, để có thể trải nghiệm được sức mạnh của trái Gomu cũng như là năng lực của Haki. Không biết hướng này còn con gì không ta? Hồi nãy phía trên á, mình nghe tiếng nhiều quái cực luôn ấy. Nhưng mà sao xuống đây thấy ít quái quá à. Đó, bây giờ các bạn có để ý là cái phần Haki của mình á, sử dụng được lâu hơn chưa? Tại vì mình có rèn luyện cái phần Doriki á. Ui. Ê, mình mới học được một loại Haki mới kìa. Hấp dẫn, hấp dẫn. Ý, cái này hình như là Haki Bá Vương. Đúng không ta?
chưa nha. Haki Bá Vương là một loại Haki có thể nói là cực kỳ mạnh trong One Piece luôn đó. Biết trong này thì nó sẽ có sức mạnh như thế nào nữa. Một xíu thì xuống dưới mình sẽ test thử trên những cái con quái nha. hấp dẫn, hôm nay còn học được Haki Bá Vương nữa chứ. Rồi, càng đông quái bù lại đây, mình sẽ thử kích hoạt Haki Bá Vương lên. Đấy, mình cứ nghe tiếng con quái nào nó kêu ấy. Ý, có bánh kem nè, ăn bánh kem luôn. Rồi, giờ test thử Haki Bá Vương coi. Mà ít quá à, không có đã. Đây, Haki Bá Vương. Bùm. Hả? Đó. Mày có thấy không? Mấy tên này đơ hết rồi. Bật Haki Bá Vương, mấy tên này đơ hết. Đơ hả? Đơ thì cho các người ăn Piston nè, Rocket nè, dính dách liền và bà Gatlingan. Bùm. Đó, đây là cơ hội để đánh mấy tên này á nha. Tên kia thì mất kẹt rồi, kệ đi. À, rương này là rương chứa đồ ăn hả? Có than không? Ý, có than nè, trắng lột than các bạn ơi, mang về để mình nung nướng á. Ý mà các bạn có lắng nghe được tiếng quái vật không nhờ? Mình nghe tiếng con nào kêu trời đất ở phía dưới ấy. Phía dưới có con gì nữa ta? Ủa, xuống đây thì hết nghe. Lên đây thì lại nghe nữa. Haki Bá Vương ngồi rồi. Ý, Haki Bá Vương nó tác dụng qua tới tiếp lên đây luôn nè. Bật Haki lên đục mấy tên này tiếp. Cho các người ăn chuối nè. Cho chừa, ăn chuối. Ui, sao nó cầm cái kiếm bự vậy ta? Cầm kiếm bự là ta sợ. Không có sợ người đâu. Quýnh như vậy nó mới sướng. Kiểu như đứng yên chịu trận á các bạn ơi. Mấy tên này kiểu bó tay rồi. Ui, con dơi mà cũng chịu tác dụng của Haki Bá Vương luôn. Ui, xịn dữ vậy. Và đây là căn phòng của tên nào ấy? Này đứng yên. Ê, chết rồi. Ui, tên này biết phản đòn à. Nó gần hết tác dụng của Haki Bá Vương các bạn ơi. Đánh nó nhanh để không thôi nó tỉnh lại nó quýnh mình chết. Quýnh lẹ, tranh thủ. Ui, chết rồi, hết tác dụng. Haki Bá Vương, một lần nữa. Ui, học được loại Haki mạnh nhất trong One Piece đúng là thiệt các bạn ơi. Gặp tới thủ mạnh á, chỉ cần bật Haki Bá Vương lên, cho đứng yên là ha, mình có 1 phút 30 giây để kích liễu mục tiêu á. Rất là thoải mái luôn. Đằng kia có con Skeleton kìa. Ê, nó chỉ đứng yên thôi nhưng mà nó vẫn có thể dùng cung được. À, thì ra là vậy. Dùng cung thì sao, đập cái chí mạng là chết. Không biết trong rương này có đồ gì không? Có một cái kiếm dài mà thôi, kiếm nó yếu lắm. Mình đâu còn dùng kiếm này đâu, dùng nắm đấm thôi là cũng đủ kích liễu mấy tên này rồi. Redstone ít thì mình cũng lấy nè. Còn cái này thì phải lấy, tại vì đây là bàn enchant. Rồi đe thì cũng lấy một ít về luôn đi. Ui, nó còn có cái đe bị nứt nữa cơ. Kệ, lượm về hết. Và phía trên này thì nó đang treo cây kéo. Ý, ui, nó có cái diamond spear nè, cái này hình như ném thì phải đúng không? Ủa, cái này dùng để làm gì ta? Ui, hình như đây... À, nó nhốt bác chân làng. Trời ơi, mấy tên này độc ác. Độc ác nè. Dám nhốt bác chân làng hả? Rồi, giờ mình sẽ giải cứu cho bác chân làng. Ê, mà khoan. Ui, giải cứu đường này chắc bác ấy chết quá. Không được. Tạm thời để cho bác ấy có thể hít thở thoải mái thôi. Chứ mình mà thả ra Zimbabwe nó lại nó quýnh bác chết luôn ấy. Không được đâu, mình thả ra là hại bác á. Rồi giờ thì mình sẽ coi chỗ này còn cái đường nào đi nữa không nha. Để mình khám phá nốt cái khu vực phía dưới này luôn. À, đây còn căn phòng nè. Vì là cái khu vực này nó chỉ có như đây thôi hả? À. Ê mau, chưa. Hồi nãy mình để ý là có một cái hồ nước á. Để giờ mình sẽ trở lại cái hồ nước xem coi bên đó nó sẽ có cái gì nhá. Mình nghĩ bên hồ nước đó chắc sẽ có boss á. Nè, hồ nước nè. Haki Bá Vương thêm một lần nữa. Đứng yên liền. Rồi, các ngươi biết chuyện gì sắp xảy ra chưa? Ăn Piston vô mặt nè. Ui, nửa cây máu rồi, cho nó ăn Piston tới chết thì thôi. Chuẩn bị nè, hồi Piston và Piston một lần nữa. Cuối cùng là Gatlingan. Xong, một tên và tên này cũng đi luôn đi. Haki này, mình thấy làm dụng thì nó kỳ quá à. Kiểu như đánh... Ui. Ui, bên đây có con chùm. À, tên này chắc phải cho người nếm mùi ha. Haki Bá Vương quá.
À không, tên này quýnh sắp lá cà không được, bật hai cây vũ trang lên thôi, dùng cục thịt quýnh ngươi luôn nè, cho ngươi nhục luôn nè. Quýnh quýnh ngươi bằng cục thịt thì sao? Đừng có đùa nha, đừng có đùa với Lộc Phi, đừng có đùa với Lộc Phi nha, đừng có đùa. Biston, ý con này đi ra, tao quýnh ông chủ của ngươi, ai quýnh ngươi? Biston nè, Rocket nè, ý sao mình Rocket không có tác dụng tên này ta? Gatling Gun thì có tác dụng nhưng mà Rocket không có tác dụng với hắn. Thường thường mấy con kia mình ha, Rocket một phát là dính dách liền. Rocket đó, các bạn có thấy không, hụt lắc luôn á. Không được rồi, phải bật gear lên thôi. Biston sử dụng gear thớt. Bùm. Ui sao mấy tên lính cứ chặn đầu đạn hoài vậy. Gatling Gun nha. Và một cái Biston nữa. Chưa chết à? Chưa chết thì cũng phải chết thôi. Và một hit cuối cùng. Đó, này đi trộm nè. Nhục chưa, bị cục thịt quýnh chết nhục chưa. Trong này có những cái element. Ê, tên này không sượt. Đi ra chỗ khác. Biston. Cái Biston mà phiên bản chưa có sử dụng gear nó nhỏ xíu à, nhìn buồn cười cực luôn ấy. Ý, nó hồi đầy máu rồi. Bật gear lên, đục người cho thốn nè. Đừng có đùa nha. Không có ghi quýnh không có đào cho lắm các bạn ơi. Có mấy khối vàng nè, một xíu thì mình sẽ kiếm rương kho báu để mở nhá. Element Store thì mình sẽ lượm về luôn. Một cái đĩa nhạc mình sẽ lượm về thử đi. Mấy thứ không cần thiết như vậy thì mình sẽ vứt lại vào trong nhá. Rồi và coi phía trên này còn cái đồ gì để mình có thể lấy không nhá. Hình như trong này hết thứ có thể lấy rồi. Nó chỉ có vậy thôi các bạn ơi. Cái này nó có đèn nè mà nó không chịu bật lên nữa, bó tay luôn á. Rồi giờ thì cái công trình này mình cũng đã khám phá xong rồi, nên chắc mình sẽ đi lên trên để có thể ra khơi nhá. Ngày hôm nay mình muốn ra khơi để tìm những cái đường kho báu và mở ra thôi. Mình đã trở về nhà rồi đây, và bây giờ mình sẽ trang bị cái ghép bồ nhá, để mình có thể di chuyển. Còn khi nào chiến đấu thì mình sẽ trang bị Haki Bá Vương vào để có thể chiến đấu tốt hơn. Và trước khi đi thì mình sẽ enchant cái nón này coi có được không. Được luôn. Đầu tiên sẽ là bảo vệ nè, để tăng sức phòng ngự. Kế tiếp là chậm hỏng để mình có thể sử dụng được lâu hơn. Và respiration hả, quất luôn. Nói chung là cái nón này nón VIP á, nên mình sẽ enchant những dòng có thể enchant nhá. Còn mấy dòng dưới thì thôi khỏi cũng được, sửa lại nè. Cũng sửa lại luôn. Rồi giờ thì tiếp tục ra khơi thôi nào. Và hôm nay sẽ đi về hướng nào đây ta? Hướng này đi, mình thấy hướng này mình khá là ít đi nè, nên hôm nay mình sẽ thử đi nhá. Và thông thường mình sẽ cưỡi bé rồng đúng không, nhưng mà hôm nay mình sẽ toàn bộ sử dụng Gepo, một trong những kỹ năng của lục thức á, để đi khám phá. Và con tàu này thì hình như mình đi rồi thì phải. À, cái này là chỗ của bé ngựa biển, đúng rồi. Mấy tập trước mình có giải cứu được một bé nhưng mà chưa có dẫn về nhà. Em này mình cần phải có yên ngựa hết ta. Ok, để bây giờ mình sẽ trở về nhà lấy yên ngựa rồi dẫn ẻm về nhà thử xem. Tàu hải tặc của Lộc nè. Vô trong đây kiếm cái yên ngựa coi. Yên ngựa. Ui chết rồi. Mình hết yên ngựa mất tiêu rồi. Không biết trong rương mình còn không nữa. Hình như trong rương mình cũng hết luôn á. Ui tiếc rồi ta. Mình không đủ da bò để làm nữa. Chắc đợi khi nào mình có đủ da bò hoặc là khi có ngựa mình sẽ trở lại để dẫn cái em ngựa biển nó về nhà nhá. Chứ bây giờ mình bó tay à, không có cái yên ngựa là không có cửa được. Ý ui mấy tên này đông mày, lâu ngày không gặp mà vẫn đông à. Đi ra chỗ khác, mình nhớ mình dọn cái spawner rồi mà ta. Sao mà vẫn đông vậy hả? Đừng có đùa nha mấy anh bạn. Spawner đâu? Đài Diệt cỏ phải cọt diệt tận gốc các bạn ơi. Cho các người nghỉ xuất hiện luôn. Rồi giờ thì tiếp tục đi khám phá thôi. Đi về hướng bên đây. Ê, cái tàu bự này hình như chắc mình cũng khám phá rồi phải, đúng không? Cửa mở tan quang là khám phá rồi á. Rồi và hướng bên đây. Rồi hướng này thì nhiều khi mình chưa đi nè, tại vì mình đi được một đoạn ở đằng sau á là mình về nhà rồi. Ê, cái tàu này có đi chưa ta? Nhìn cửa thì mình thấy một bên mở bên đóng. Chưa. Xuống dưới mới biết được. Rồi nội chiến. Mấy cái tên thuyền trưởng này á, xài chiêu bừa bãi á, cái chọc giận mấy cái thằng đàn em nên nó quýnh á. Ở trong này thì nó không có rương chát bỉ rồi. Làm gì quýnh căng vậy? Làm gì quýnh căng vậy hả?
quýnh 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 ai vậy, quýnh ai vậy? Hổm hổm à, hổm 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 nè, hổm nè, ta vô ta kiểm tra thôi, làm gì mà căng, làm gì mà căng hả? Băng hải tặc này, băng hải tặc này căng thẳng với mình, là có trái ác quỷ thứ dữ với Haki Bá Dương đó, đừng có đùa nha, quýnh chết á. Rồi qua hướng này coi, hướng này thì sao cá voi nhiều chứ nhờ, cá voi không ăn thiện á nên mình cũng không ưa cho lắm, toàn lần nào cũng kiếm cớ hay tiêu diệt mình không à. Mình định cứu mấy lần á mà toàn quay qua giết mình ngược không, giỏi thiệt sự luôn. À, bên đây có vẻ không có tàu hải tặc rồi. Không có tàu hải tặc thiệt các bạn ơi. Hướng này mình cũng đi rồi nữa, để bật bản đồ lên coi coi, bật bản đồ để nhìn cho nó dễ hơn. Ủa hình như mình đi sai sai phải nhờ. Ừ đúng rồi nhờ, mình đang định đi về hướng bên đây nè. Đúng là núp cứ khác á, đi một người đi cũng ngược đường nữa. Rồi giờ mình sẽ đổi hướng và đi về hướng bên đây, đúng không? Bật bản đồ lên cái coi. Ý, bên hông, đừng đừng, bị dê. Ui, ủa bên hông cái gì á? Ui chết, bên hông đừng đừng. Ủa tự dưng bé rồng mình mất máu luôn. Bé rồng mình không có cho ăn được, chứ không phải là bé rồng mình bị bò đói chết đâu. Tội nghiệp mình không có bò đói bé rồng, tại bé rồng không chịu ăn. Với cả là mình vừa về tự nhiên bé rồng bị mất máu ấy, không hiểu luôn á. Trời ơi, vậy là một người bạn rồng của mình đã đi nữa rồi các bạn ơi. Chắc nghiệp quật mình rồi, nãy mình mới giết con rồng á, chắc giờ nó đã lôi bé rồng đi theo ấy. Thì cái tình luôn. Buồn thiệt á chứ. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục đi về hướng này để có thể tìm thêm những con tàu hải tặc mới nhá. Đi được một đoạn thì đã tới con tàu thứ hai rồi các bạn ơi. Và mình sẽ coi trang bị Haki vũ trang nhá. Mình không muốn sát hại nữa rồi. Mấy tên này yêu cầu đừng có cà khịa mình là mình sẽ không có tiêu diệt đâu. Gắn Haki vũ trang của Haki Bá Dương vô nè. Được như mình cái đi. Haki Bá Dương kích hoạt. Đỡ hết rồi, đỡ hết rồi. Rồi xuống dưới lượm đồ các bạn ơi. Mấy tên này đỡ hết trơn rồi. Có không? Có à? Không có. thôi kệ đi, các ngươi chịu khó đợi xíu nhá, cỡ phút rưỡi nó thôi, phút rưỡi là nó tự hết à. Cái Haki Bá Dương nó giống như điểm nguyệt trong phim ấy, ở đây nó có ấy. Ui chết rồi, chết rồi, chết rồi, thôi là bé bé nhà thôi. Nó giống như điểm nguyệt trong mấy phim cổ trang vậy á. Giờ mình sẽ ngủ một cái đi, rồi sáng thức dậy mình sẽ tiếp tục đi đến con tàu kế tiếp nữa nhá. Hôm nay hơi sao sao nhờ, không được may mắn cho lắm á, không có tìm được rương trái quỷ rồi. Sau một lúc dùng ghép bô thì mình đã tìm được con tàu kế tiếp rồi các bạn ơi. Đây là một con tàu hải tặc bự luôn, nên cơ hội tìm được rương trái quỷ nó cũng sẽ cao hơn một xíu. Và cái tên này chơi hết quýnh mình. Quýnh mình á, cho người xuống dưới uống nước nha, quýnh mình hả? Uống nước biển cho đã đi rồi lên nhá. Mình sẽ đi xuống dưới để lấy rương trái quỷ thôi. Kệ với tên lính đi, tên đó yếu quá. Vật đó có rồi. Phải như vậy chứ. Công ở đây coi có không. Bên này thì không có. Rồi đi tiếp thôi. Mình sẽ trên tinh thần là càng nhanh càng tốt các bạn ơi, chỉ đánh mấy tên này không có được tích sự gì hết á. Với cả là mình chỉ có thể hình như mình chỉ có thể tăng cái phần Doriki khi mà quýnh hải quân thôi, chứ quýnh mấy tên hải tặc nó cũng sẽ không có tăng nhiều đâu, nên chủ yếu là bỏ qua thôi. Và đằng này có tận hai con tàu cướp biển cạnh nhau luôn. Chắc mình sẽ ăn cho no bụng trước đi, rồi sau đó xuống dưới loot kho báu sau cũng được. Hy vọng tàu này sẽ có rương bạc hoặc là rương vàng nhá, vì mình thích hai cái loại rương đó hơn. PVP với người mà không cần mặc Haki luôn nè, đừng có đùa. Rồi đi ra chỗ khác đi, sẽ đi xuống dưới một cái. Cái này sao còn đông vậy ta? Biston nè, Bazooka này và Gatling Gun này. Bật kia lên cái đã, bật kia lên. Nhầm. Bật kia lên dùng cho nó mạnh. Rồi và trong này có không? Nó một cái rương gỗ nữa nè. Đi ra chỗ khác. Nhưng mà hai cái rương gỗ này mình nghi lắm luôn á. Ở đợt trước á mình mở rương gỗ hai rương bị trùng hết hai rương luôn.
nên mình hơi bị lo. Ở cả đi biết đâu hôm nay mình lại may mắn trong việc mở gương thì sao, không may mắn trong việc tìm gương nhưng mà lại may mắn trong việc mở gương thì sao. Rồi bật hai kỳ vũ trang lên nè để quýnh cho nó xịn hơn. Đi gà đi, các người đừng quýnh ta sẽ không có quýnh các người đâu. Và một cái gương gỗ nữa, trời ạ. À. Hôm nay là ngày của gương gỗ rồi, đi toàn gặp gương gỗ thôi. Và trong gương này thì có không nè? Gương này thì không có gương trái quỷ nên mình sẽ tạm thời gác qua và đi tiếp qua con tàu cạnh luôn. Đằng này còn một con tàu nữa, hình như tàu nhỏ thì phải á. Ừ đúng rồi. Úi, và các bạn có để ý không, hôm nay mình toàn gặp tàu cướp biển thôi, không thấy tàu hải quân luôn á. Úi, mới nói không thấy gặp cái tàu hải quân bên kia luôn kìa. Được á nha, lâu lắm rồi mới gặp cái tàu hải quân á. Thôi này đi ra chỗ khác, có trái quỷ không? Không có là chuồn liền. Vậy cho nó nhanh các bạn ơi. Rồi qua đây ha, quẩy với mấy anh hải quân rồi nào. Quýnh mấy anh hải quân thì nó sẽ vui hơn, vì sẽ tăng cái mức truy nã của mình lên á. Qua nay chưa thấy mức mức truy nã của mình nó tăng ta. Buồn thiệt luôn á, mình quýnh mấy anh này cũng dữ lắm mà. Rồi giờ thì bật kia nào vậy ta. Quýnh mấy anh này thì mình nghĩ nên bật hai cây vũ trang nào với gear thớt lên thôi. Gear for của mình nó đang ngồi á, nên mình sẽ không có dùng tiếp các bạn ơi. Đừng có đùa nha. Anh này đi ra chỗ khác và Gatling Gun. Mấy anh nào đứng một mình ăn một phát Gatling Gun nhé là xỉu như chơi á. Rồi vào trong này có Black Metal. Ở đây thì sao? Tàu lâu lâu mới gặp hải quân mà không cho trái quỷ gì trơn vậy. Tàu hải quân dởm ơi. Rồi không sao không sao, đừng buồn, mình sẽ cố gắng đi tiếp. Tại vì mình muốn tìm rương vàng với rương bạc hơn cơ nên ít nhất phải có một hai cái gì đó mình mới chịu về. Và mình sẽ thử qua hai cái con tàu này coi coi có cái rương bạc hay rương vàng nào không nhá. Đầu tiên mình sẽ đào xuống phía dưới giống như vậy nè, kiểm tra không có là giọt liền đó, vậy nó sẽ đỡ mất thời gian hơn. Và qua cái tàu cạnh, tàu này thì 96,69% là không có rồi. Tại vì tàu nhỏ mà rất là khó để có mấy cái rương chứa trái quỷ á. Đó, nó không có nữa nè. Buồn ghê á. Rồi, không sao, qua tàu kế cũng được. Mình thấy trong tàu nhỏ của cướp biển á thì nó sao ta, nó dễ ra trái quỷ hơn so với tàu nhỏ của hải quân các bạn ơi. Đó, thấy không? Cướp biển thì tàu nhỏ cực kỳ dễ ra luôn á, còn của hải quân thì tàu nhỏ hơi khó ra một tí. Và hình như cái chỗ này mình đi rồi phải, mình thấy địa hình nó quen cực luôn đúng không ta? Ừ đúng rồi, chỗ này mình đi rồi mà. Đi một hồi lại trở về chỗ cũ chứ. Để bây giờ mình sẽ phi một đoạn thiệt là xa bằng Gepo coi coi có tìm được một cái rương gỗ gương vàng hay là rương bạc gì không nhá, chứ nãy giờ toàn gương gỗ mà. Ui dạ, à không sượt không sượt, cho người biết mùi piston và rocket bùm. Dàn vết dàn vết liền, đừng đùa nhé, đừng có đùa nha mấy anh bạn. Rồi đi xuống dưới thôi, có không có không nữa, cái gì vậy mấy anh hai? Thôi nè, không nghe không có gương gương bạc hay gương vàng là quạo rồi, quýnh các người luôn. Mình muốn tìm gương bạc với gương vàng để mở ra trái xịn thôi mà nó còn gương gỗ, mà nãy giờ mình tìm được nhiêu rồi, 5 cái gương gỗ rồi đó chứ có ít ỏi gì đâu, buồn thiệt á chứ. Bữa thì tìm cái đống gương vàng gương bạc, bữa thì toàn gương gỗ mà buồn ghê á. Thôi không sao không sao, không được nản không được nản, mình hy vọng là tàu này sẽ có gương vàng với gương bạc nhá. Rồi và hy vọng mình đã sai rồi các bạn ơi. Nó không có cái rương nào luôn. Rồi đi tiếp thôi. Hy vọng là sẽ có rương bạc với gương vàng trong thời gian gần nhất nhá. Rồi đi xuống dưới, đi xuống dưới. Và có không, có không? Đây nè. Phải như vậy chứ, có được một cái rương bạc đầu tiên mừng húm luôn á, và còn tặng thêm một cái rương gỗ nữa. Thôi 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 thôi. Có gương bạc rồi nên mình sẽ không sát sanh nữa, tha cho mấy tên đó một tí đó. Và cái tàu hải quân này coi, gán kiếm thêm cái gương vàng nữa nào, ít nhất phải có cái gương vàng đem về làm quà chứ. Đào xuống hướng này rồi kiểm tra luôn, có không? Rồi không có luôn. Không có thì thôi. Ít từ nay một con còn một con tàu bự nữa. Ồ, được đó nha. Ủa
Ủa nhưng mà tàu bự đó mình đi rồi mà. Bị lắc rồi. Không, qua tàu này đi. Đây cũng là một con tàu bự nữa nè. Hai con một lần luôn. Hai con tàu bự. Hấp dẫn. Xuống dưới và lấy đồ thôi nào. Sẽ. Ấy da kìa. Ý là thuyền trưởng. Bật cái gì mà kháng cự gì đây? Kháng cự hả? Cho người biết mùi. Gatingen. Rầm. Cho người biết mùi. Thế nào là sức mạnh của trái gồm và một cái rương bạc nữa. Ui liên điệp khúc các mọi người, lúc thì tìm cả buổi trời không ra, bây giờ tìm thì ra quá trời luôn. Hấp dẫn. Qua tàu cạnh coi nào, tàu này mà có là mình đi về luôn nè. Hơi bị nhiều gương trái quỷ. Ừ trời ơi, sao mấy tên này cứ quýnh mình nè. Gatlingen kết hợp với Gear. Đừng có đùa, chọc giận mình là sai rồi đó, thiệt nè. Ui vô mánh nè các bạn ơi, về 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 giàu rồi, không chơi nữa. Dùng bếp về thôi, bye bye. Về tới nhà rồi, và bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ cũng như là ăn uống để cho nó hồi máu nha, rồi sau đó bắt đầu chương trình mở rương cờ bấu thôi. Mình đã dọn dẹp đồ rồi và bây giờ thì mình sẽ lấy những cái rương chú chát quỷ nhá. Trong ngày hôm nay thì mình có được tổng cộng là 2, 4, 6, 7 cái rương gỗ và 3 cái rương bạc. Tức là mình tìm được 10 cái rương kho báu trong một ngày luôn. Hơi bị bội thu á, nhưng mà rương gỗ thì nó sẽ rất là dễ bị trùng á, nên mình không hy vọng nhiều cho lắm. Nhưng mà thôi, có thì cứ mở đi, kho báu mà. Rồi đầu tiên mình sẽ lấy những cái chìa khóa trong này. Hình như mình còn có một mớ vàng tìm được nè. Mình sẽ đổi hết mớ này sang những cái chìa khóa luôn nhá. Đây đặt theo hình như vậy nè. Được 11 cái chìa khóa, bị dư một cái đúng không? Cho vô rương lại để giành mở. Và giờ thì không chần chừ nữa, mình sẽ khui cái hộp đầu tiên nhá. Coi coi có cái gì nào. Ui. Ra trái. Vô mi nấu mi. Wow. Được á nha, đây là một trái hệ Paramecia. Ui, một trái mới luôn nè, hấp dẫn. Rồi, kế đến là hộp gỗ thứ hai. Ra trái Horo no Mi. Lại là hệ Paramecia nhưng mà hai trái mới hoàn toàn luôn. Ui, hôm nay mình hên vậy ta, gương gỗ mà không bị trộm luôn nè. Kể thứ ba coi. Ui mới nói không bị trùng, nó bị trùng mất tiêu rồi. Cà trái kilo kilo no mi nữa các bạn ơi. Nhưng mà không sao, mình sẽ không bỏ cuộc và mở tiếp cái thứ tư. Búp. Ui nó trùng cái trùng hai trái liên tiếp à. Trái thứ năm mình không tin là trùng nữa đó. Ủa trùng nữa nè. Ui nó trùng lại trùng một một khúc luôn á. Trời à. Nữa nè. Sao kỳ. Hai gương đầu thấy nó dụ mình hay sao á, cho hai trái ha, mới hoàn toàn, cuối cùng mấy gương sau toàn bị trùng thôi. Cái gương này là gương cuối á, nên đừng có trùng. Nó trùng nữa rồi. Mình cũng chịu với nó luôn á, không biết cái đâu rồi ta. Cái feedback không biết mình cho vào cái rương nào nữa. Ui chết rồi, nó hết gỗ rồi, nó không chịu mở rồi. Ăn cái này đỡ đi. Mở ra coi feedback có trong đây không? À đây nè, feedback đây nè. Mình cất feedback vô trong chứ. Rồi và mình sẽ mở nốt ba cái rừng bạc cuối cùng nhá. Mong rằng ba cái rừng bạc này sẽ ra ba trái quỷ khác nhau và tốt nhất là hệ Logia đi. Và cái đầu tiên. Ồ, trái mới. Trái Doru no Mi. Wow, được đó nha, một trái mới hoàn toàn và hệ Paramecia. Thôi kệ, cũng được. Cái rừng bạc thứ hai. Ờ, nó lại bị trùng rồi, trái Horu no Mi, mình có ba trái rồi. Rồi cái rương bạc cuối cùng nè, hy vọng là hệ Logia hoặc hệ Zoan nhá. Và búp. Mero no Mi. Ủa? Ê, cái trái tình yêu này của. Ủa, cái trái này có phải là của Boa Hancock không? Mình thấy nó có gì Kiss nè, Slay Arrow nữa nè, Piston Kiss là cái nụ hôn á, bắn nụ hôn á. Ừ, cái này chắc là trái của cái gì ta, Boa Hancock rồi. Không biết có chính xác không nữa. Nếu các bạn biết thông tin về gì về trái này á, thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Đây cũng là một trong những trái rất là mạnh á, dùng để mê hoặc mấy anh hải quân hoặc là hải tặc á, là cực kỳ tốt luôn. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã mở ra được 10 trái quỷ, nhưng mà trong đó thì bị trộm hết một nè,
2, 3, 4, 5. 5 trái bị trùng, chỉ mở ra được 4 trái mới thôi. Xác suất bị trùng là rất là cao luôn á. Nhưng mà không sao đâu, sắp tới mình sẽ cố gắng tìm thêm thiệt là nhiều những cái rương trái quỷ để mình có thể mở ra nhá. Cũng như là rèn luyện những kỹ năng, cũng như là rèn luyện haki để mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Và đặc biệt nhất là mình còn học được một loại haki mạnh nhất trong One Piece, đó chính là haki báo vương nè. Một haki mình thôi là mấy tên kia sẽ đứng yên và chịu trận với mình á. Nên mình sẽ cố gắng rèn luyện cái phần Doriki này càng cao càng tốt để mình có thể sử dụng được những loại haki cũng như các kia ha, mạnh hơn nhá. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.